bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Tặng những cái mà sơ cần và cho chăm sóc cho các cụ. Bây giờ là con chỉ mua gạo, đây là những cái xà bông. Xà bông cái này là thuốc, với lại có thuốc cũng được. Thuốc nấy là rồi trà xịt mũi với trà sữa tắm này cho các cụ được. Cho các cụ anh chị em con. Xin cảm ơn nhé, chúng ta vô tặng. Vòng tròn hết cho anh thấy nè. Vì sao nó gần mấy có chị, có mấy cái chuối rồi, con mua đủ hết cho mấy cụ ha. Xà bông tắm nè, sữa tắm nè, cho xịt mũi, có thuốc luôn, có khăn luôn. Con mua đủ hết. Dạ, con ở quận 3. Quận 3 quận 4 chắc không gần nha. Tết năm rồi con xuống rồi, con xuống mấy lần rồi.
Đây cụ bà đang ăn trưa, dạ. Ăn bánh tét nè. Dạ. Ăn bánh tét ngon không bà? Ngon nha cậu ơi. Tét ngon không bà? Ngon. Bánh tét ngon lắm. Bà ở đây bà thấy vui không? Thoải mái không? Vui lắm chứ, ở đây thoải mái chứ. Lời của bà, mình giờ mình từ lần cho đến giờ mình thấy vô đây, mình thấy sương thì thấy sương thì thoải mái đó cậu ơi. Nhà bà ở đâu? Bà ở ngoài Nghi Lộc. Nghi Lộc rồi, Nghi Lộc Đồng Nai đi luôn. Ra ngoài nữa. Là bên ngoài Huy nữa đó. Dạ. Bà ở đây được chăm sóc chưa? Cậu ơi nhờ, bố đây là nhờ càng gì chăm sóc kỳ lượng mà ăn uống thoải mái thì thuộc mén thoải mái mới được vậy chứ. Mà mơ ơn mình đời chắc mà chết tời bà làm lời. Thôi vậy chúc bà khỏe mạnh nha. Dạ cảm ơn cậu nha. Dạ chúc bà ngon nha. Dạ. Dạ, làm cái này hay quá cô. Dạ. Cho sức khỏe rất là hay. Cái giường nghỉ này, dạ. Người... vẫn là sạch sẽ, rất là sạch sẽ. Cái ăn ngủ tại đây luôn. Dạ. Vệ sinh tại đây luôn, gọn gàng. Tám mươi bốn tuổi rồi, sẽ có dịp đi mấy anh em tụi con xuống nấu phở cho mấy cụ ăn ha. Dạ. Có dịp đi. Dạ. Yeah. Ở đây khỏe ha bà? Dạ, ở đây hơn nhà nhiều, hơn nhà nhiều, tại vì vui mà con cái làm gì nó lo cho mình được như vậy.
đúng không? Đúng rồi, dạ. Ở đây mấy sơ là mấy sơ người ta tâm lắm, sơ ông cụ ơi, người ta lo cho ông cụ. Đây còn hơn gia đình nữa nha. Hơn nhiều. Vui vẻ, và mát mẻ nè. Ví dụ như trường hợp bệnh hoạn tí xíu thuốc men nè. Thuốc men, rồi còn nặng tí xíu nữa là đưa đi nhà thương. Ừ, đó, mấy sơ lo cho cụ, cái là toàn diện hết. Đầy hơn gia đình nhiều. Đúng rồi. Đúng không? Mà chủ, cụ có mấy con? Neo đơn. À, neo đơn. Tuyệt vời quá hả bà? Dạ. Hơn gia đình nhiều ha? Dạ. Ồ, may mắn cũng có những cái giờ chỗ họ Dương lão có sơ ở đây cũng có về giúp cho những người neo đơn gì quá. Dạ. Có hoàn cảnh gì cũng đỡ. Dạ. Phải đó. 84 tuổi nha anh. Mà ở đây hả? Bà neo đơn này ra chỉ nhờ có ân nhân thôi đó. Dạ. Chứ đâu có ai. Giờ đâu. Chỉ Mạnh Thường Quân chỉ có Mạnh Thường Quân thôi mới đủ. Dạ. Thôi chứ sơ là phải có kinh phí để mà lo. Dạ. Là lo nhờ tất cả các Mạnh Thường Quân có nhà hảo tâm. Dạ. Thì coi như là anh em tụi con gì đó. Dạ. chút để phụ với sơ lo cho các cụ được chứ mấy cụ mấy sơ làm gì có kinh phí để mà lo. Dạ. Dạ. Lo như vậy là quá quý rồi. Dạ. Sơ cũng nhờ kết nối có duyên kết nối tất cả các những Mạnh Thường Quân này giúp đỡ cho những cụ. Dạ. Bà neo đơn nè. Trời, sơ giỏi lắm, biết đủ thứ tiếng. Sơ còn đi các nước ấy, rồi cái ấy về, hồi đó đâu được vậy đâu. Rồi sơ ấy về cái đó, cái sơ làm ra như vậy đó. Chứ hồi đó nghèo lắm. Rồi đi qua trong kia, trong kia. À. Đi cảm rồi, ơn nhiều nha. Dạ, chú chưa? Chúc ban bố phòng ăn lành nhiều nha. Dạ, dạ. Rồi, hả? Dạ, ăn rồi. Chưa nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều rồi, lắm. Rồi, bà nghỉ khỏe dạ, nha bà. Cảm ơn nhiều rồi, lắm nha. Rồi, chúc bà khỏe mạnh. Dạ.